Thưa quý vị, với vai trò của mình, trưởng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư phải là người gương mẫu đi đầu trong việc làm, việc nước tại địa bàn dân cư. Đặc biệt là phải khơi dậy, phát huy được nội lực trong cộng đồng dân cư khi triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và là cầu nối gắn kết giữa ý đảng lòng dân. Trách nhiệm này vô cùng nặng nề nhưng vẫn có nhiều người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó có ông Nguyễn Ngọc Thăng, trưởng ban công tác mặt trận ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức. Ông Nguyễn Ngọc Thăng, trưởng ban công tác mặt trận ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn song táo với việc làng, việc xóm. 25 năm gắn bó với công tác mặt trận, ông Thăng luôn gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, qua đó kiến nghị đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ giải quyết. Thế nên ông được người dân hết mực yêu mến, tin tưởng. Cũng vì vậy mà khi ở trên có chủ trương chính sách gì mới, ông Thăng triển khai cho dân thì đều được mọi người ủng hộ chấp hành, như việc vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới là ví dụ. Dưới sự vận động của ông Thăng mặt trận, chỉ trong năm 2022, người dân ấp Liên Sơn đã hiến 4.520 mét vuông đất và trên 300 triệu đồng để làm các tuyến đường giao thông nông thôn. Chú Thăng là người mặt trận ấp ở đây đã vận động bà con, gia đình chúng tôi đã hiến đất để làm cho con đường này. Từ khi mà đã có con đường rồi thì thấy là nói chung là dân rẫy là rất là phấn khởi, nói chung là sự đi lại của bà con rất là thuận tiện. Có sự ủng hộ của người dân nên những con đường đất nắng bụi mưa bùn nhỏ hẹp trong ấp Liên Sơn nay đã đổi khác hoàn toàn, cuộc sống sinh hoạt của người dân vì thế cũng thuận lợi phát triển hơn. Không, chú Thăng thì người ở ấp này thì quá tuyệt vời rồi. Mặt trận là cái cầu nối giữa dân mà, cho nên là thấy chú Thăng là người rất là lo cho dân. Ngoài việc vận động người dân trong ấp đóng đủ các nguồn quỹ phục vụ cho công tác an sinh xã hội hàng năm, ông Thăng còn vận động thêm các nguồn lực khác để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Năm qua, ông đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cất mới 4 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 320 triệu đồng. Giúp đỡ căn nhà thì em cũng rất vui mừng, phấn khởi, rất biết cảm ơn mọi người. Bác Thăng rất một người rất là tốt, biết giúp đỡ mọi người khó khăn hoàn cảnh như em vậy nè. Mặc dù là hiện nay thì ông cũng tuổi cũng đã lớn, nhưng với tâm huyết và nhiệt tình trong công tác mặt trận thì ông cũng đã có đóng góp nhiều công sức, nhất là về công tác vận động để hỗ trợ cho những người nghèo. Làm công tác gì cũng vậy, chủ yếu là mình phải am hiểu được cái tình hình xã hội hiện tại, thế cũng như là coi như là cái tâm tư tình cảm của người dân, thế cũng như cái hoàn cảnh của người ta hiện nay như thế nào, và đồng thời mình cũng biết vận động để giúp đỡ những cái người khó khăn hơn, và để từ những cái chỗ đó là để mình có cái sự chia sẻ với nhau. Tận tụy hết mình với công việc, giác tù già hàng tổng, nhiều lần ông Nguyễn Ngọc Thăng được các cấp các ngành của huyện Châu Đức và tỉnh biểu dương khen thưởng. Năm 2022, ông được tuyên dương là điển hình dân vận khéo nổi bật của huyện. Nhưng niềm vui lớn nhất của ông đó là nhìn thấy đời sống của bà con nhân dân ấp Liên Sơn, xã Xà Bang ngày một ấm no, còn địa phương thì ngày một phát triển.